kênh vlog cùng cháu vào bếp. Ngày hôm nay cháu và mẹ cháu sẽ đến giới thiệu đến cô mợ một món ăn rất là đơn giản nhưng lại làm một cái món ăn mà dân dã và rất là hợp cho mùa hè. Và đố các cụ mợ biết là món gì thì ngày hôm nay mẹ cháu sẽ giới thiệu với các cụ mợ. Mẹ chào khán giả đi. Chào các cô, các bác, các anh, các chị, các em. Ngày hôm nay là bà giới thiệu món gì? Ngày hôm nay là tôi với lại cháu là giới thiệu món là nem tai. À, nem tai thính các nem cụ mợ nhá. Thính. Nem tai thính. Gồm có tai này. Tai lợn. Tai lợn này. Vâng. Thính này. Thính gạo. Thính gạo này. Tỏi giã. Tỏi giã này, lá chanh này. À, vâng. Gừng này, rồi rau sống này, ớt này và các gia vị. Vâng. Nước chấm. Nước chấm. Đấy. Bà thích cái các loại rau sống này thì là thơm mùi nhá. Thơm mùi. Kinh giới, tía tô, xà lách. Đấy là món truyền thống từ xưa đến thế nhưng mà bây giờ là lâu nay là người ta còn thêm luôn là lá đinh lăng này. À, lá đinh lăng. Lá là sung. Lá sung này. À, lá mơ này. Lá mơ, đấy mơ mơ lông, mơ tam thể đấy. Đấy là à, của mọi người thích ăn. Thì mọi người cho thêm thắt vào thêm thắt chứ vào. Còn là còn nếu mà không thì các người truyền thống các loại rau như này. Của mình là như này. Vâng. Đấy. Tai thì tai lợn đúng không bà? Tai thì tai lợn, đây tai lợn. À thì bây giờ mình sẽ luộc đúng không? Tai lợn bà mua về sạch. Phải làm sạch. Làm đây sạch. Các cô mợ ơi, mẹ cháu làm sạch nhá. Và hôm nay mẹ cháu bảo cháu là làm sạch này xong lại cạo này. Cạo sạch. Cạo sạch xong là dùng muối hạt. Dùng muối hạt. Bây giờ bắt đầu sát xong bắt đầu là chanh. Đấy. Xong là chanh gừng nhá các cô mợ nhá để cho cái tai nó hết hôi vì bản thân trong cái tai con lợn này nó bị hôi. Thế thì nên là mẹ cháu bảo cháu là rửa sạch này, rửa cạo sạch này, xong rửa đi rửa lại mấy nước nó trắng như thế này này. Đấy. Xong bắt đầu là sát bằng muối hạt, sát muối hạt, xong là vắt chanh vào, sát tiếp. Xong lại rửa lại, xong đấy bắt đầu lại rửa bằng nước gừng. Bây giờ bắt đầu là gừng giã nước gừng. Nhưng bây giờ lại luộc thì lại vẫn phải cho muối này. Cho muối hạt. Cho muối hạt. Giấm. Giấm. Cho một tí giấm vào đấy để và gừng mùi vâng, vâng, vâng. Tanh. Đây, đây con sẽ cho vào nhá. Hôm nay nhà cháu sẽ làm hai cái tai này các cụ mợ nhá. Đấy, đổ, cho vào nước lã. Hai cái tai này thì nhà cháu sẽ cho vào nước lã luộc. Nước lã luộc. Đấy. Luộc rồi vòng 20 phút. Luộc 20 phút tức là tính từ lúc sôi chứ bà. Lúc sôi. Vâng. 20 phút. Thế bây giờ cho tai vào rồi xong bây giờ cho muối hạt và cho giấm chị ạ. À? Mình sẽ cho nửa thìa muối này thôi. Nửa thìa muối hạt vào đây vào tai gì bà? Vào tai. À nửa thìa. Nửa thìa muối hạt đấy các cụ nhá. Nên là một thìa giấm. Một thìa giấm. Đây con phải hòa cho nó tan ra đã. Thôi không cần. Không cần ạ. Một thìa giấm. Một thìa giấm, một thìa canh giấm các cụ nhá, nửa thìa canh muối hạt này, một thìa canh giấm này. Rồi, giấm gạo rồi ạ. Rồi. Với cả một củ gừng ạ. Một nhánh gừng đập ra. À một củ gừng đập ra. Không cần củ đâu, một nhánh thôi. Đây. Củ thôi. Nhưng mà gừng rửa sạch để cả vỏ như này ạ. Vỏ cho nó đập ra, đập dập đây. Tay như này chứ. Cho thêm một miếng này nốt. Thêm miếng nữa. Rồi. Đấy. Rồi. Nên là luộc. Bật bếp lên luộc vâng. Khoảng 20 phút. Tức là các cụ mợ như mẹ cháu bảo là tính từ lúc sôi các cụ mợ nhá. Bật bếp lên tính từ lúc sôi thì luộc khoảng 20 phút. 20 phút. Xong bắt đầu vớt ra nước lạnh đúng không bà? Vớt ra nước lạnh. Để lạnh, xong bắt đầu là vớt cho ra nước lạnh. Cho tí đá vào. Và nước lạnh. Nước sôi để nguội. Và nước sôi để nguội rồi. Để cho tai nó xe lại hết xe cái mặt lại, đúng không? Nó giòn tai xong bắt đầu chúng ta sẽ thái. Đấy. Còn bây giờ là con sẽ thái lá chanh với cả cắt ớt đúng không? Bây giờ trong lúc chờ đợi thì là thái lá chanh. Vâng. À cái món nem tai thính này thì nhà cháu hay ăn với nước chấm nem nhé các cụ mợ nhá. Nhà cháu đã pha sẵn rồi và các cụ mợ muốn biết cái nước chấm nem công thức như nào thì các cụ xem lại phần nem rán các cụ mợ nhá. Lá chanh thì thái chỉ này. Thái chỉ nhỏ đúng không bà? Chỉ nhỏ. Mà cái thớt này thì nó lại không. Thớt này con đang bị lõm này, dùng nhiều quá. Đây, các cụ mợ ơi thái chỉ nhỏ nhá các cụ mợ nhá. Nhưng mà tại sao mà cái nước chấm mà bà cứ thích phải tỏi giã và bà không thích tỏi băm? Tao thích tỏi giã nó thơm. Thì thơm đúng không ạ? Thơm, giã ra mình bắt đầu nó mới ngấm vào nước chấm nó mới thơm. Bây giờ cũng đập dập ra, cho vào nó thơm. Đập dập xong giã nhỏ ra đúng không? Chứ còn băm thì lại không thơm bằng ấy. Lá chanh thì cháu thái chỉ khoảng 5 cái lá thôi các cụ mợ nhá. Và lá chanh thì các cụ mợ cũng chọn cho cháu lá bánh tẻ nhá. Tức là nó không quá già, nó không quá non. Thế nó không bị đắng. Vâng, nó không bị đắng lá chanh. Lá chanh vâng. Ớt thì chúng ta sẽ thái lát một quả đúng không bà? Một quả nhiều quá, nửa quả thôi. Tại vì là cho cả nước chấm nữa cơ mà. Một quả. Một quả là nước chấm. Bỏ hạt. Đây đây con sẽ bỏ hạt. Bỏ hạt nó có ăn hạt nó độc. Vâng. Cái nó bỏ hạt cắt khía ra. Đây đây không sao con sẽ rũ hạt thôi. Rũ hạt được thì được. Đây đây con rũ hạt, con sẽ rũ hạt. Nhưng mà một nửa quả thì là cho vào nước chấm và nửa quả thì là nhiều cho quá cay lắm.
thế thôi, thế này thôi, gần mấy lát thế thôi. Cây có nhiều người ăn được, cây có nhiều người cho nước chấm nữa cơ mà. Ừ, nó thế thôi, cay lắm, không có nhiều người ăn được. Thế thì gần một quả các cụ mợ nhá. Thôi cứ cho một quả đấy các cụ mợ, một quả to. Đây, hạt đi, bỏ hết đây, 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 con rũ hạt đây rồi. Bỏ hết hạt. Đấy, bà bỏ cho con rồi. Bỏ hết hạt đi. Đây, đây. Nửa thì cho vào nước chấm. Cái này vào. Hạt này là cái nào gọi dày, đừng có ăn hạt ớt. Rồi các cụ mợ ơi, nước chấm nhá, thì là cháu bảo các cụ mợ là tại vì đây là nước chấm nem mà. Nước chấm nem với các cụ mợ xem trong phần nem rán nhá. Và bây giờ con sẽ cho tỏi. Cho tỏi, cho độ khoảng 2 thìa tỏi đi. 2 thìa canh này tỏi ạ? À? 2 thìa canh tỏi đi, à. Đi. Các cụ mợ ơi, và tỏi nhà cháu là tỏi nhà cháu là luôn luôn giã các cụ mợ nhá, không băm nhá. Giã ra thì nó mới thơm. Giã nó mới thơm ạ. À. Đấy. Băm ra thì nó không thơm mà giã. Rồi, bây giờ cho độ khoảng 1 phần ớt thế thôi. Nửa phần ớt này đấy, để tí nữa cho vào trong ấy đúng không bà? Đấy, đấy, nước chấm thì đã rất là ngon rồi nhá. Thì để đây, để tí nữa mà chúng ta sẽ chan vào bát để chúng ta sẽ chấm với nem. Cái nước chấm của cái tai nem tai thính này thì các cụ xem lại cho cháu ở phần nem rán nhá. Thì cháu đã chia sẻ với các cụ một công thức của chuẩn của nó sẽ là 4 muôi nước, 1 muôi đường, 3 phần 4 muôi mắm và 1 muôi giấm. Sau đó chúng ta sẽ cho tỏi giã nhỏ này với cả ớt thái lát vào đây này. Tại sao lại tỏi giã nhỏ? Tỏi giã nhỏ nó sẽ thơm hơn là tỏi băm đúng không bà? Băm đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ để ra ngoài kia. Mami, và bà ơi, sôi rồi đây bà ơi. Sôi rồi. Con mụ bợ ơi, sôi là chúng ta sẽ hạ nhỏ lửa. Hạ nhỏ lửa cho 20 phút. Để 20 phút ạ. 20 phút. Vâng, thì chúng ta sẽ hạ nhỏ lửa mở vung lên nhá các cụ mới nhá. Và để 20 phút. Đấy, con đang ngửi thấy mùi thơm đấy, mùi gừng các thứ. Nó mới khử được hết những cái mùi canh của con cần phải đảo lại tí không bà? Có đảo lên luôn. Cho tí giấm vào này, vâng. Muối này, nó tai nó trắng hẳn. Cho tí giấm vào, các cụ mở thấy không? Cho giấm vào, tai nó rất là trắng. Rất là trắng. Đấy. Đấy, thấy không? Trắng không? Đấy là cái mẹo đấy. Vâng, rồi. Cứ để đây, cho nó to lửa lên tí. Đấy, không cho nó sôi. Nó sôi đều. Đấy. Rồi. Khoảng 20 phút, giờ là tắt bếp. Rồi, 20 phút rồi đấy bà ơi. Vớt ra đi rửa đi đã. Đây, đây, con đi ra con giờ rửa nhá. Rửa xong ngâm nước lạnh. Nước đá lạnh cái gì ạ? Đá lạnh. Vâng, vâng. Vâng, 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 vâng. Bà cho con cái bát kia đây. Quá sạch nhỉ. Đấy, nó quá đi. Ngon luôn. Làm như thế nó mới trắng được. Có tai được. Nhưng con lợn này có cái tai bị thâm rồi. Cái... Con này là bị tai bị đánh rồi. Đánh mà này. Con này là bị đánh. Đấy. Rồi. Đây mang ra đây ngâm. Rồi để có cái tai trắng này bắt đầu là nhà cháu sẽ ngâm nước lạnh vào nhá. Bà ngâm, bà cho đổ nước đi, bà cho vào đi, không để con cho đá vào. Các cụ mợ nhớ là nước lạnh nhá, xong rồi cho đá vào. Nước sôi để nguội các cụ mợ nhá, cho nó đảm bảo an toàn thực phẩm nhá. Nước đá cho vào trong tủ lạnh. Và cho thêm nữa đi, cho nó ngập lên tí. Cho tôi tí chỗ này nữa. Đấy. Nữa, phải thêm tí nữa. Đấy. Rồi, để cho tai là mục đích là nó giòn đúng không ạ? Nó lại... mà nó lại trắng nữa đúng không? Đúng rồi. Rồi. Tai nó nguội rồi bà ơi, con thái nhá. Bắt đầu thái đi. Đây. Thái lát mỏng nhỉ? Thái lát mỏng ra, thái thật mỏng ra. Đây, con thái đây thái tai trước nhá. Cái này có cắt đôi không? Hay là để nguyên? Cắt đôi ra thái dọc dài. Đây. Ngang này luôn. Cái này ngang cái này. Thái này là. Đây đây ngang này đây. Không, cái thái ngang này trước cho nó ngắn bớt cái đấy đi. Đây đây, nhưng mà cái này ngon này. Đấy. Các cụ nhớ đấy, là thái mỏng nhá. Thái mỏng. Mỏng tang như này này. Cái nem tai này mà nhiều người cũng thích này. Vâng. Hồi bắt đầu có phong trào cái này là nhiều người thích lắm này, đúng không? Món này món nhậu thì dễ nhậu. Ăn. Món này món nhậu của các người. Đấy. Dễ ăn đúng không bà? Dễ ăn. Cái này là dễ ăn. Đây, con sẽ thái theo cái góc này. Nó mát. Ăn vâng. Kèm rau sống thì nó mát. Cuốn vào bánh đa nữa. Bánh tráng nữa. Các cụ mợ ơi, cháu đã thái xong hai cái tai luộc nhá. Hai cái tai luộc là khoảng 700g à nhỉ? 7 lạng. Đi tề đi thì còn 7 lạng. Còn 7 lạng, tức là chúng ta luộc cái tai này lên là hai cái là mẹ cháu mua là tai sống nhá, là 7 lạng các cụ mợ nhá.
Sao bây giờ chúng ta sẽ ướp như nào bà? Ướp là bây giờ cho... Chỉ có ướp là bột canh là một này. Bột canh là một này. Mì chính là hai này. Hạt tiêu là ba. Bà nhà cụ nào có ít tỏi. Trẻ có trẻ con thì cũng cho vừa hạt tiêu thôi nhá. Tỏi. Vâng. Tỏi là chanh, thính và ớt. Vâng. Bây giờ cho ấy cho bột canh là khoảng bao nhiêu thìa bà? Cho độ khoảng 2 thìa đi. Hai thìa cà phê nhá các cụ mợ nhá, 2 thìa cà phê bột canh nhá. Rồi. Đến mì chính á. Mì chính là khoảng cũng 2 thìa thôi. Mì chính cũng 2 thìa vào cà phê. Cà phê. Đấy. Mì chính 2 thìa cà phê. Hạt tiêu chỉ còn 1 thìa. Hạt tiêu trong thìa nhá. Hạt tiêu 1 thìa cà phê các cụ mợ ơi. À thế hạt tiêu nhà cháu trong thìa cà phê nhá. Rồi, con trộn trước cái này luôn nhá. Ở đây mới dùng là tỏi. Nhưng mà con tưởng là trộn trước cái gia vị đấy chứ. Ừ, gia vị chưa trộn trước. Trộn trước đi. Đấy. Trộn cho nó đều lên. Trộn cho đều lên. Vâng. Trộn đều này. Trông ngon quá cơ. Bây giờ chúng ta sẽ cho lá chanh nhá. Lá chanh này. Lá chanh này các cụ mợ ơi. Cho ít thôi. Rồi. Tỏi. Tỏi giã các cụ mợ nhá, không băm nhá. Một thìa canh, tương ứng với khoảng 10 gram đấy ạ. Rồi. Ớt thì là bao nhiêu ạ? Khoảng cây tùy ăn, cây ấy thôi. Thì đây. Các cụ mợ nó có trẻ con thì thôi, không cho ớt nữa nhá. Rồi, xong bây giờ trộn lại trộn lên trước. Trộn đều lên tiếp. Tức là ngoài bột canh này, mì chính này, hạt tiêu này thì chúng ta lại cho thêm tỏi, lá chanh, ớt. Đúng không ạ? Xong bây giờ vào đến thính đúng không bà? Rồi, đến thính. Rồi. Thính là nói thính. Cái thính này làm là nhà cháu hay làm bằng gạo nếp này, gạo tẻ và đỗ xanh. Gạo nếp thì gấp 3 lần gạo tẻ. Giả dụ các cụ lạng 3 lạng gạo nếp thì 1 lạng gạo tẻ và 1 lạng đỗ xanh. Các cụ ngâm trước cho cháu khoảng 1 tiếng đồng hồ. Vo sạch đi xong ngâm 1 tiếng đồng hồ. Sau đó các cụ lấy ra, các cụ rang vàng từng thứ một nhá. Các cụ ngâm từng thứ riêng và rang vàng từng thứ riêng. Sau đó là các cụ xay bằng máy xay sinh tố ấy ạ. Xong là trộn đều, xay 3 loại đấy riêng. Xong là bắt đầu trộn đều nó với nhau là xong. Đấy, thính gạo là như thế ạ. Bây giờ cho bao nhiêu thìa bà ơi? Khoảng 4 thìa đi. 4 thìa thính. 4 thìa thính thì cứ cho các cụ cho dừa vần vào nhá. Các cụ thích ăn nhiều thính nhiều, ít thính. 4 thìa thính là tương ứng khoảng 40 gram. Con nghĩ 4 thìa là vừa đấy. 4 thìa đấy, cứ ăn chừng 4 thìa. Đấy, 4 thìa thính này là vừa 40 gram, là đấy, 40 gram là vừa đấy. Thế này là đẹp rồi. Ít thì còn. Vẫn hơi ít không? Ừ, hơi ít, phải thêm thìa nữa. 5 thìa thính. Phải thêm 2 thìa đấy. Đây. Nó phải nhiều thính thôi. Nhiều thính ạ. Đây, cho thêm thính. Thêm 2 thìa nữa là 6 thìa. Cháu cứ cho thêm 2 thìa nữa các cụ mỡ nhá, cho dần nhá. Cho dần vào. Xong là đến khi mà chúng ta lại thấy thiếu thì chúng ta lại cho thêm. Cho thêm. Đấy, 2 thìa. Trộn tiếp. Các cụ nhào nhào cái tay lên cho cháu nhá. Đây là vừa chưa bà? Đấy, vừa rồi, thế thôi. Thế thôi chị ạ? Ừ, có cần thêm nữa không? Không. Vâng. Rồi, các cụ mỡ ơi. Thế là đẹp rồi. Bà ăn thử xem có vừa chưa? Thử nữa. Bà ăn thử đi. Vừa rồi, đấy. Thấy không? Ừ. Hơi cay. Cay đã bảo rồi. Bà cho ít ớt thôi, cho nhiều. Hơi cay đúng không? Ừ. Các cụ mỡ, cái ớt này cháu làm cay lắm nhá các cụ mỡ nhá. Nên là các cụ mỡ lưu ý khi dùng cho ớt vào nhá. Tại vì là nem mà trộn theo kiểu này nhà của mẹ cháu rất là thơm, ngon. Nhưng mỗi tội là hơi cay. Bây giờ con sẽ cho ra đĩa nhá. Đây cháu sẽ bốc ra đĩa. Các cụ ơi, mượn bốc thì là bốc cho nó rong rong cái tay lên nhá. Đấy.
món nem tay cuốn của mẹ cháu đã món nem tay thính đã hoàn thành rồi các cụ mợ nhé. Các cụ mợ nhìn thấy đẹp không ạ? Đây, bày một đĩa nem tay thính riêng này, một đĩa các loại rau thơm, rau mùi, kinh giới, tía tô, xà lách, bún, bánh đa nem để cuốn riêng và một bát nước chấm riêng. Thế thì có rất nhiều các kiểu ăn khác nhau mà nhỉ? Tức là ăn là chỉ để như thế này thôi, xong là ai ăn thì bắt đầu tự cuốn, thì tự cuốn hoặc là cuốn thì sẽ như thế này các cụ mợ nhá. Cũng cuốn thì sẽ dùng cái bánh đa nem này đúng không bà nhỉ? Cái bánh tráng này này đấy. Các cụ mợ lấy cho cháu một cái và cho một nửa nữa. Đấy, như thế này. Rau, rau xà lách. Đây con lấy, đây con lấy một miếng lá xà lách. Đây, cho một lá xà lách vào đây như này các cụ mợ nhá. Đấy, cho một vài cái rau thơm láng. Đây, mùi. Tía tô. Đây. Kinh giới. Đây con cho kinh giới đây. Cụ nào mà ăn thêm với cả lá sung, mấy lá đinh lăng thì cho luôn vào đây luôn nhá. Để cuốn luôn nhá. Một chút bún này. Đấy, bún vào đây. Xong gắp tai cho vào đây. Phải cái tai thôi ạ. Đấy, như thế này. Đấy, rồi. Xong bắt đầu chúng ta sẽ cuốn tròn lại. Cụ nào mà nhà có tiệc ấy thì cuốn trước, ngại khách, sợ khách ngại thì cuốn trước như này, xong là để vào đĩa. Đấy, dùng một ít bún chúng ta dính vào cái mép của nó ấy ạ. Lấy cái kéo cắt hai đầu cho nó ngọn đẹp. Con nghĩ là không phải cắt đâu bà ơi, tại vì nhìn nó cũng đẹp mà. Nhìn như này nó đẹp. Đấy các cụ mợ ơi. Quấn như này nhá. Đấy. Đấy, xong các cụ cứ để vào đây. Đấy. Thôi ạ. Và cái món nem tai thính của nhà cháu đã hoàn thiện rồi đấy. Hôm nay mẹ cháu đã lên hình để hướng dẫn các cụ mợ món này. Và hy vọng rằng là các cụ mợ sẽ làm cái món này đúng không ạ? Tại gia đình. Tại vì nhất là cái mùa hè nóng nực như thế này mà ăn món này vào thì rất là mát đúng không bà? Mát tại vì các loại rau sống rồi dễ là ăn. Dễ ăn. Vâng, đấy rất là dễ ăn mà nhất là ngày cuối tuần ấy ạ. Vâng, dân dã. Ngày cuối tuần tức là vào ngày mà các cụ mợ nghỉ, giả dụ như mình có làm một cái món lẩu hay là một món gì ăn cả đại gia đình thì chúng ta có thêm một cái phần nem tai cuốn như thế này thì là cái món khai vị rất là đưa đẩy. Vâng, hy vọng rằng là các cụ mợ sẽ làm cái món này tại nhà và các cụ mợ có ý kiến gì thì các cụ mợ comment ở dưới cái phần nhà cháu phát clip nhá, nhà cháu sẽ giải thích. Và mẹ con nhà cháu ngày hôm nay xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau ạ. Bà chào các cụ mợ. Chào các bác, các cô, các em, các anh, các chị. Vâng ạ.